khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô Hà. Ủa sao bữa nay mặt mũi con dâu quý sĩ vậy? Có chuyện gì muốn tâm sự phải không? Dạ không phải nữa, tự nhiên thấy em thấy người em nó nặng nề sao á. Hình như là tại vì sắp tới Tết Nguyên Đán nè, công việc nhiều, em toàn đồ ăn nhanh nè, cái rồi như nhiều thịt cá quá cho nên em thấy nó không có được khỏe lắm thì phải. Nếu như mà đã ngại vì ăn nhiều thịt cá quá thì bây giờ mình thử chuyển sang ăn chất đạm thực vật đi. Thí dụ như là mình ăn đậu hũ chẳng hạn. À, có phải là cô Hà định hướng dẫn cho em những món ăn chay không? Lúc nãy cô Hà có nói tới đậu hũ thì em cũng thích ăn đậu hũ lắm. Nhưng mà đậu hũ thì toàn là đậu hũ chiên nè, hay là đậu hũ nhồi thịt nè. Có cách nào chế biến mà không có những cái loại đạm động vật để cho em cảm thấy là món ăn nó nhẹ nhàng, nó thanh mát hơn không cô? Được rồi, một món đậu hũ ha, mà ăn chay, chế biến nhanh và thỏa mãn tiêu chí của chương trình Ăn Ngon, Sống Khỏe, Mỗi Ngày Vui, có tên gọi là đậu hũ nhồi xốp me. Để làm món đậu hũ nhồi xốp me, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau. Khoảng 6 miếng đậu hũ nhỏ thế này, ngò rí, ớt sừng, bơ rô và lá bơ rô, nước cốt me, nấm hương, nấm mèo, bún tàu, bột năng khô, ớt sừng băm, đậu phộng rang giã nhỏ, các gia vị thông thường và nước tương đậu nành Lisa. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt nhỏ phần ớt sừng này, chúng ta sẽ cắt khúc ha. Cắt khúc có bỏ hột không cô? Mình nên bỏ hột bớt, muốn bỏ hột thì mình sẽ dò trái ớt như thế này ha. Mình sẽ cắt khúc trái ớt này ra khoảng tầm 3 hoặc tầm 4 ha. Dạ. Ngò rí này mình băm nhỏ và mình sẽ trộn vào trong phần nhân luôn ha. Bơ rô này thì mình sẽ cắt nhỏ, để một chút thì mình sẽ cho vào sau cùng đó. Còn phần bơ rô này thì mình sẽ băm nhỏ ra. Mình sẽ rọc bên mép của cái miếng đậu hũ như thế này, móc bớt cái phần ruột ở bên trong miếng đậu hũ này ra. Dạ. Cái này thì Minh Châu cũng có thể giúp cô làm được đó. Dạ. Phần nhân đậu hũ này mình sẽ tán nó cho nó mịn ra. Mịn ra. Để em giúp cô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trộn cùng với lại nấm mèo nè. Dạ. Cô cho nấm hương vào. Tiếp theo thì cô cho bún tàu. Bún tàu này đã được ngâm và cắt khúc. Cô cho tiếp vào đây là phần ngò rí đã băm. Ngò rí băm. Chúng ta cho nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Và quý vị khán giả cũng như Minh Châu nhớ là chúng ta sẽ cho vào trong đây 2 muỗng canh bột năng để cho nhân có thêm độ kết dính đó. Dạ, quý vị khán giả thân mến, quý vị đừng quên điều này nha. Chúng ta nhớ phải cho bột năng vào trong nhân để tăng độ kết dính của nhân. Sau khi chúng ta đã trộn đều phần nhân rồi thì chúng ta sẽ nhồi phần nhân này trở lại vào trong đậu hũ. Dạ, cái này em làm chứ. Mình chỉ cần nhồi đầy vào là được đúng không cô? Đúng rồi. Xong rồi cô ơi, nhanh quá à. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm sốt me. Đầu tiên là sẽ bắt một cái chảo lên bếp. Em bật bếp ha. Đúng rồi. Đợi cho chảo nóng thì mình sẽ cho dầu vô, cho khoảng chừng một muỗng canh dầu. Rồi khi dầu nóng thì mình sẽ cho phần bơ rô này vô phi cho nó thơm ha. Dạ. Thơm rồi đó cô ơi. Khi mà bơ rô thơm rồi thì mình cho vào đây là một chén nước me. Dạ. Cô cho thêm vào đây một chén nước nữa. Cô cho vào đây khoảng 2/3 chén đường. Dạ, 2/3 chén đường. Mình sẽ nêm vào trong phần sốt này 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê nước tương Lisa. Nước tương Lisa thì sẽ giúp cho sốt có cái màu sắc đẹp. Dạ. Lại có hương vị rất là thơm ngon. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần đậu hũ vào trong nước sốt ha. Dạ. Mình sẽ rim. Em thấy chưa, hồi nãy cô đã cho thêm một chén nước để làm chi? Để cái lượng sốt nó nhiều hơn thì nó sẽ giúp cho đậu hũ ngấm được sốt đó. Dạ, em nhớ rồi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cho thêm nước vào trong phần sốt me để cho lượng sốt nhiều hơn, giúp gia vị thấm sâu vào đậu hũ hơn. Rồi, và chúng ta sẽ cho vào đây ớt sừng đã cắt khúc ha. Dạ. Để cho cái phần sốt này nó óng ánh lên cái màu đỏ. Thơm ơi là thơm, nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn á cô. Minh Châu thấy không, sau khi mình rim đậu hũ với lại lửa vừa thôi ha, thì nước sốt nó đã sánh lại rồi nè. Dạ, đúng được rồi, rồi đó ha. Cuối cùng thì mình sẽ làm một cái khâu sau cùng, đó là mình trộn vào đây một ít ớt băm và một ít đậu phộng rang giã nhỏ. Rồi mình sẽ cho một ít lá của bơ rô băm ra để cho có các màu đẹp ha, trộn đều lên. Trang trí ra đĩa ha. Em nhìn thấy cái phần nhân bên trong kìa cô, có màu của nấm hương nè, màu của nấm mèo nè, rồi có màu xanh xanh của ngò và màu trắng trắng của cái phần nhân đậu hũ nữa. Trang lên phần sốt.
Và mình sẽ cắt đậu phộng lên đây nè ha. Chà, đặc biệt quá. Một ít maro và một ít ớt. Rồi, cô sẽ mời Minh Châu thử nha. Minh Châu nhớ nha, thử món ăn và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả, nhưng mà phải nhận xét một cách thật là khách quan nha. Dạ chắc chắn rồi, đó là công việc của em mà. Cắn một miếng đậu hũ thơm, mềm, ở bên trong có độ giòn của nhân nè. Đã vậy ở bên ngoài cái nước sốt vô cùng đậm đà, lại còn có mùi thơm của nước tương lisa nữa. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị khán giả ơi, mỗi ngày hãy theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để học thêm được thật nhiều những món ăn ngon. Ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn đi, chúng ta học được món đậu hũ nhồi sốt me. Đây cũng chính là món kết thúc lại thực đơn chay của tuần này. Như vậy thì tuần sau chúng ta sẽ học tiếp một thực đơn mới. Không chỉ những món mới mà còn những thực đơn mới giúp cho bữa ăn của gia đình chúng ta trở nên phong phú và hấp dẫn hơn, khiến cho gia đình chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Quý vị nhớ thường xuyên giữ liên lạc với chương trình nữa nhé. Hộp thư của chúng tôi là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.